Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lớp tập huấn về giám sát và điều trị dự phòng bệnh dại trên người cho 70 cán bộ chuyên trách, cán bộ tiêm ngừa của trung tâm y tế các huyện thành phố, các phòng tiêm chủng và các bác sĩ điều trị bệnh dại tại Đồng Nai. Theo thông tin tại buổi tập huấn, giai đoạn 2018-2022, bệnh dại ở khu vực phía Nam có xu hướng tăng, 5 năm ghi nhận 105 ca tử vong, xấp xỉ 27% cả nước, tăng 2,8 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Đa số bệnh dại trên người là do bị chó cắn, phần lớn người bị mắc bệnh là nam. Riêng trong năm 2023, khu vực phía Nam có 16 ca tử vong do bệnh dại, trong đó Đồng Nai có 2 ca. 100% các ca tử vong đều không tiêm phòng dại hoặc tiêm không đủ liều. Việc tổ chức tập huấn để cán bộ y tế tại Đồng Nai có thể nắm rõ các nội dung về giám sát bệnh dại, chỉ định tiêm ngừa, góp phần thực hiện mục tiêu tới năm 2030, không còn trường hợp tử vong do dại trên người.